Ở trong buổi hôm nay thầy sẽ tiếp tục demo cho chúng ta một cái quay video demo cho chúng ta một cái bài, đó là sử dụng Ajax để chúng ta gọi cái RESTful Service. Thế rồi sau này có thể sử dụng Angular, sử dụng JS nhá. Hôm trước là ta sử dụng GP Servlet rồi. Tuy nhiên khi mà sử dụng GP Servlet ấy, khi cùng một cái localhost ấy thì nó sẽ không có cái vấn đề gì. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy khác cái địa chỉ IP ấy, đấy, khác cái domain ấy thì nó sẽ xảy ra một vấn đề, đó là nó thằng trình duyệt nó sẽ chặn các cái request gửi từ các cái domain khác tới cái domain của cái RESTful Service. Nên là chúng ta phải enable cái tính năng đó ở trong cái phần web service lên nha. Đấy, thì trong bài này thầy sẽ hướng dẫn chúng ta enable lên và chúng ta sẽ gọi từ các cái domain khác. Rồi, các bạn theo dõi lên trên màn hình nha, thầy show màn hình nha. Chúng ta khởi động cái thằng Eclipse lên này. Xóa mấy cái project này đi. Rồi chúng ta sẽ mở cái project service hôm trước nha. Đây vẫn là cái cơ sở dữ liệu Oracle đấy và cái RESTful Service bài hôm trước. Ta sẽ mở xem các thông số cấu hình đã phù hợp rồi chưa, bởi vì hình như là cái bài này hôm trước thầy vừa sử dụng ở trong cái video trước là vẫn còn nguyên, không không thay đổi gì cả. Oracle rồi đúng không? Ta sẽ chạy thử lên đã. Cơ sở dữ liệu thì có tạo sẵn từ bài trước rồi, cái máy này nó vẫn còn nguyên. Rồi, như vậy là dữ liệu có rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái ứng dụng HTML thuần túy thôi, sử dụng jQuery Ajax để gọi cái service này về. Riêng ta sẽ tạo ra một cái thư mục on some API với jQuery Ajax. Rồi, mở ra. Sau đó là chúng ta CMD ở đây, rồi là chúng ta mở trong Visual Code lên. Nó không mở cái thư mục hiện tại. À đây rồi. Đây rồi. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục là CSS này, rồi một thư mục JS, nó tạo ra một cái tệp là index.html, tạo thêm một thư mục nữa là image chứa hình ảnh, cái này tắt đi. Để có thể có được cái giao diện mà nó đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng Bootstrap, nó lên nó đào cái Bootstrap 4 chấm về. Đây, ta đào cái file compile rồi nhé. Đây, có hai cái thư mục này, ta copy hết cái thư mục này vào trong cái thư mục này thôi, paste nó vào đây. Trường hợp mà không có đường dẫn ở đây thì ta mở cái này ra, ta paste vào đây thôi. Rồi, kiểm tra có CSS rồi đúng không?
có Bootstrap rồi, thêm một cái tệp nữa là chúng ta đào cái tệp jQuery về. Đây thì jQuery nó sẽ đào ở cái đường dẫn này nhé. Ctrl S nó về. Rồi, như vậy là chúng ta đã có các cái tài nguyên rồi. Ngoài ra chúng ta thêm một cái tài nguyên nữa đi. Đó là một cái ảnh loading ở dạng GIF. Để sau này khi mà tải tài liệu lại tải tải dữ liệu về thì là nó có thể là gì? Thể hiện cái trạng thái tải dữ liệu đó, đúng không? Không thể quay gì nhỉ, chứng tỏ cái này không phải là không phải động. Đây, cái này mới là cái động nhé. Rồi, chúng ta sẽ lưu vậy. Xong, rồi. Tiếp theo chúng ta vào cái trang này nhá, thầy có cái bài viết rồi thì khỏi phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cứ viết cái phần client này đi để xem nó hoạt động như nào nhá. Đây, toàn bộ code của cái tệp mà JS nó đơn giản này thôi. À, tệp tệp HTML. Rồi, đây là cái đường dẫn đưa cái file Bootstrap vào. Để kiểm tra bấm một link nó có là được rồi, đúng không? Và cuối cùng nó có một cái dòng đưa cái jQuery vào. Là cái dòng này. jQuery và Bootstrap min, đúng không? Đấy, chúng ta bấm vào đây mà nó xuất hiện, ấn Ctrl Z đây nó xuất hiện follow link được là chứng tỏ là nó link đúng rồi, đúng không? Link đúng trong cái đường dẫn ở đây rồi. Đó. Thì trong cái cấu trúc này nhá, thì đầu tiên thầy sẽ hiển thị lên danh sách sinh viên này một cái tiêu đề này, đặt bên trong cái class container của thằng Bootstrap này, rồi bên dưới sẽ có một nút thêm mới này, một cái table này, trong table ID của nó là TBL sinh viên này, đúng không? Và cái phần T-header nó là bao gồm có mã số họ tên, bao gồm các cái cột như thế này. Đấy. Sau đó là cái phần body, đúng không? Đấy, body thì là để trống nhá. Và bên dưới cái table này sẽ có một cái thẻ div. Đấy, cái thẻ div này thì hiện tại là để nó là không hiển thị, đúng không? Và chúng ta sẽ gọi cái ảnh có tên là loading ở đây, loading 2 nhá. Đó. Để là none có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện. Và sau này khi mà ta load dữ liệu, chúng ta sẽ để cái display này là block thì nó sẽ tự động nó sẽ xuất hiện. Và khi load thành công thì chúng ta sẽ lại ẩn nó đi nhá. Đấy. Rồi, đoạn bên dưới là một cái model. Cái model này là cái model để chúng ta thêm mới sinh viên thôi, đúng không? Đấy, thêm mới sinh viên nhá. Vẫn để cái tiêu đề là chữ sản phẩm. À, cái model này là cái model của thằng Bootstrap thôi. À, chúng ta copy vào đây xong cho phần body này ta design các cái thẻ form thôi, đúng không? Input này cho nhập vào mã số sinh viên tên các thứ này. Được chưa? Đầy đủ. Và cuối cùng có một nút là nút gì? Nút server, được chưa? Đó, và các bạn để ý ở đây nó có một cái trường nữa là cái trường một cái trường để đánh dấu sau này là thêm mới hay là sửa nha, nó phụ thuộc vào cái ID này, thuộc vào ID nhá. Rồi tiếp theo cái đoạn code ở dưới nhá, thầy giải thích sơ qua đoạn code ở dưới này. À, thứ nhất là trong cái đoạn script này chúng ta khai báo một cái biến domain.
chính là cái tên miền chứa cái API đó, đúng không? Đây, nó khai báo đầy đủ đến cái student này luôn, là đến đây, đến cái đường dẫn này nhá. Mà thích đặt là URI, đặt là cái gì cũng được, hay đặt là domain. Tiếp theo, đây là câu lệnh của gì? jQuery, document.py đấy, đúng không? Khi mà tài liệu tải hoàn thành một cái, thì nó lập tức là nó sẽ gì? Hiển thị cái biểu tượng gì? Loading lên. Display block, tức là cái ảnh mà quay quay ấy, đúng không? Nó sẽ hiển thị lên. Đấy, bởi vì vào đây là ta bắt đầu là xử lý đọc dữ liệu mà. Nên là trước khi đọc cái ta hiển thị lên luôn, để nó thể hiện cái trạng thái đọc. Sau đó là chúng ta gọi một cái lệnh ajax, đó là $get tên domain và một cái hàm callback ở đây. Đấy. Cái hàm callback này ấy, thì là chúng ta sẽ khai báo một tham số data, chính là tham số mà nó sẽ nhận được sau khi khi mà load thành công. Sau đó khi vào trong cái hàm này thì chúng ta khai báo một biến tr bằng trống, và chúng ta dùng một cái vòng lặp của thằng jQuery lặp qua các cái phần tử data trong này. Bởi vì bản chất data của nó trả về một cái JSON gồm một mảng các gì? Các cái đối tượng ở đây này. Đấy, thì khi mà ta lấy về trong JavaScript thì tự động nó sẽ convert thành thành đối tượng của JavaScript thôi, đúng không? Nên nó sẽ lặp qua từng cái phần tử một. Bên trong này index nó chính là cái chỉ số, còn ST là cái đối tượng nhá. Đó. Thì vào bên trong này ta sẽ dùng cái biến tr, ta nối các cái chuỗi này, thẻ tr, td này, trong mỗi một ô này thì là chúng ta sẽ trình bày cái dữ liệu ID ra này. Rồi trình bày cái full name, rồi là gender, biện luận nam nữ đúng không? Rồi ngày sinh, email, số điện thoại vân vân. Đấy. Để chúng ta nối hết lại với nhau. Đấy, cũng nghĩa là mỗi khi mà nó lặp qua được một cái dòng này. Đây một cái data này này. Đó. Nhá, thì là nó sẽ tạo ra một thẻ TR rồi là các OTD để nó trình bày cái dữ liệu lên. Và đồng thời là trong này thầy có đặt mỗi cái TR là có một cái ID. ID trùng với mã sinh viên cộng thêm chữ S đằng trước. Để sau này khi mà xóa đi chúng ta có thể remove cái ID nó đi một cách dễ dàng. Thế và trong cuối này nó có cái nút là sửa và nút xóa. Sửa nút xóa thì làm bằng cái thẻ A thôi. Đấy, thẻ A sau đó là chúng ta sẽ gọi một cái hàm của JavaScript là edit product này. Edit done đúng không? Tạm thời để đây là thầy copy cái bài product sang thì thầy để nguyên nó là như thế này. Chúng ta thì sửa lại thành gì? Student đúng không? Cái này delete gì? Student. Rồi, tham số truyền vào bên trong của cái hàm này là mã sinh viên thôi. Sửa xóa nhá. Rồi sau khi mà lặp xong cái từng dòng một thì ta nối hết tất cả lại với nhau nhá, nối các dòng với nhau thì ta sẽ append cái dòng đó vào trong cái tabular student, tức là bổ sung nó vào trong cái table student đấy. Sau đó là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ tắt cái biểu tượng là gì? Loading đi, đúng không? Đấy, ta sẽ cho display của nó bằng none. Đấy, thì đây là cái gì? Đây là cái hàm exact get thông tin từ gì? Từ cái URL này về. Được chưa? Cái này cứ load cứ mở cái trang index lên là nó chạy luôn cái này, bởi vì cái này nó viết ở trong cái document.py mà. Được chưa? Rồi, chúng ta chạy nhá, chạy xem điều gì xảy ra này. Đây, ta chạy. Rồi, nó sẽ không xuất hiện dữ liệu. Vậy chúng ta kiểm tra xem là lý do tại sao. Thì ở đây chúng ta xem là nó có cái lỗi không nhá. Console này. Đây, nó thông báo lỗi. Để theo chiều ngang tôi sẽ nhìn đi. jQuery không thể thực thi. Cái file này không tìm thấy à? Từ từ nha. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cái jQuery xem là cái phiên bản các thứ chúng ta đưa vào đúng cái tên chưa? 361. À đây rồi. Tên của nó là như thế này cơ. Wow. Selenium. Đó. Rồi chúng ta thấy cái này quay quay nhá. Quay quay có vấn đề gì nhá. Em lỗi gì này?
Get không phải là một hàm. Get không phải là một hàm thì có lẽ là, hình như có lẽ là chúng ta đào cái jQuery này. Trên cái bản jQuery này có đúng không? Đúng rồi đó. Đào cái bản chuẩn ở đây về xem nào. Bản nén này nhé. Rồi, jQuery nhận rồi nhá. Bây giờ nó thông báo cái lỗi này này, cái quan trọng là thông báo cái lỗi này nhá. Là cái lỗi gì đây? Lỗi của trình duyệt nhá. Nó block cái header của nó ra đúng không? Block cái phần header, do vậy là chúng ta không thể truy cập được tới cái URL này. Bởi vì là nó khác domain nhá, nó khác domain. Vậy thì chúng ta phải cho phép nó truy cập nhá, cho phép truy cập. Đấy. Cái này đấy, nó phải có mặt ở trong cái phần header, phần thông tin header này phải có mặt ở trong cái request của resource. Như vậy là chúng ta cần phải cấu hình cái CORS ở trong này nhá. Để cấu hình CORS ở trong này ấy, thì là chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp như sau. Nên tạo ra một cái gói filter ở trong này nhá. Trên server nhá, à trên cái service nhá. Filter. Rồi, sau đó là chúng sẽ tạo ra một cái lớp có tên CORS filter. Cái lớp này sẽ thực thi từ cái giao diện này. Đấy, và bây giờ ta sẽ copy toàn bộ cái nội dung này vào. Đây, thực thi từ cái lớp này. Import cái này vào. Rồi thì ở đây thầy đã ghi chú rõ rồi nhá. Filter này để vào trong cái đúng cái thư mục cái cap.filter. Rồi, ghi chú rõ rồi này. Trong cái khi mà ta thực thi từ cái giao diện này nhá thì chúng ta sẽ override cái phương thức nó gọi là filter. Đấy, nó sẽ tiến hành là lọc tất cả các cái request trước khi đến và sau khi trả về. Đây này. Đây là request. Còn đây là response. Thì trong này chúng ta sẽ lấy cái đối tượng response, ta get cái HTTP header, chúng ta add cái gì đây? Access control allow origin sao? Nghĩa là cho phép gì? Là chúng ta hiểu là cho phép mà mọi domain có thể là gì? Kết nối tới cái sphere này. Còn bạn nào thích domain khác thì các bạn ghi rõ domain ở đây HTTP 2 chấm suộc cái gì đó. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta muốn cho mọi domain có thể gọi cái sphere này về thì là gì? Cho dấu sao vào. À, tiếp theo thì chúng ta cho phép đính kèm các thông tin khác ở header thì chúng ta sẽ access control allow header, add cái thuộc tính này vào và cho một số các cái thông tin như là CFRS đi qua header đúng không? Rồi X request authorization content type. Đấy, cho một số các thông tin này đi kèm với header. Thế và cho phép chứng thực người dùng nữa, các thông tin của người dùng đi qua header nữa này. Đấy. Và tiếp theo là cho phép các cái phương thức có thể gửi qua header như là get, post, put, delete, option, hit cho hết đúng không? Sau này ta thích hạn chế cái gì ta xóa cái đấy đi. Thế thôi. Và cuối cùng là return response này.
Đấy, vậy thì khi mà cái response này trả về cho thằng client ấy, trả về thông tin cho client thì nó đã được đính kèm các cái thông tin allow này rồi, thằng client nó sẽ nhận được, trình duyệt nó nhận được thì nó sẽ gì, nó sẽ cho phép truy cập đúng không, nó cho phép hiển thị thông tin lên, còn không thì nó sẽ chặn. Vậy thì làm thế nào để cái filter này nó có thể hoạt động được, thì chúng ta cần phải cấu hình nó trong cái file email ở đây, để cấu hình thêm cái dòng này, khởi tạo thêm một cái tham số trong edit parameter này. Đây, tạo thêm tham số đây. Chỉ đúng cái gói mà nó chứa cái lớp này nhá. Đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khởi tạo lại cái service này xem điều gì xảy ra. Rồi, khởi tạo service xong thì ta sang cái màn hình của thằng client này. Vừa rồi đâu rồi, đây đúng không, nó refresh một cái. Đó, sau khi quay một lúc thì nó đọc được đúng không, mà hết lỗi rồi, nó kiểm tra vừa rồi là không, không trong trong cái phần console này không còn lỗi gì đúng không, sạch sẽ rồi. Để nó đọc lên, còn làm nào ra được cái này thì xem đoạn code này thôi, chứ không người ta ngồi ra phải code thôi, còn thầy thì code sẵn hết rồi, đây nối hết lại với nhau. Rồi tiếp tục xử lý nút add này. Nút add thì ta thực hiện cái gì? Thì chúng ta viết một cái lệnh của jQuery vào đây thôi, là truy cập vào cái nút có cái ID là btn add, gọi hành động click, đăng ký hành động click của nó đúng không? Thì thực hiện cái function bên trong này. Thì thực ra cái add này nó chỉ là làm một cái động tác, đó là thêm một cái chữ add vào trong cái ID có tên là action ở trên, để lát nữa chúng ta biết là người dùng ấn vào thêm hay là ấn vào sửa. Trên này nó có một cái ID action ở đâu đó. Đây này. Đấy, nó nhìn thấy không? Để lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra giá trị ở đây là người dùng thêm hay sửa. Nếu thêm thì insert. Mà sửa thì gì? Update. Đúng không? Rồi. Tiếp theo, xóa trắng tất cả các nội dung ở trên form đi. Đúng không? Đấy, gender thì gắn bằng 1. Active thì gắn bằng 1. Sau đó hiển thị cái model lên thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiển thị lên như sau. Bấm vào đây nhá. Đấy, nó bật cái model lên. Thì trong cái model này nó sẽ xóa hết đi. Và đồng thời có một cái phần tử nó gọi là action ở đây. Nó được đặt cái giá trị là thêm mới. Đây này, nó nhìn thấy cái chữ add đây không? Này add này, nó gì về lăn này nó không hiển thị. Còn nếu mà sau này chúng ta nhấn vào cái nút sửa ấy, sửa nhá, nó gọi cái gì, hình như chưa 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 code à, hay chưa đăng ký. Rồi cái tên hàm lúc nãy chúng ta sửa nhưng mà chúng ta chưa, thế đặt lại tên. Khi mà ta sửa này thì nó sẽ đọc được thông tin nó hiển thị trên đây, và chúng ta kiểm tra cái phần tử sửa đó xem là cái giá trị nó là cái gì. Đây này, chúng ta thấy nó xuất hiện ở đây chữ edit không? Đấy, để sau này khi mà ta nhấn vào cái nút ghi này, chúng ta biết được là người dùng đang sửa hay người dùng đang thêm. Đó. Rồi, thế thì sau khi sửa xong mà chúng ta nhấn vào cái nút ghi thì ta sẽ gọi hành động gì? Thì đây nó có một cái lệnh đăng ký nút ghi đây rồi. Đây, khi người dùng nhấn vào nút ghi, đúng không? Thì chúng ta kiểm tra lại nếu action của cái giá trị của action đấy mà nó bằng chữ gì? Chữ add thì chúng ta gọi cái lệnh ajax để post dữ liệu lên. Đây, ta nhìn thấy post được chưa? Post này, đường dẫn vẫn là lên đây này, đúng không? Nội dung là JSON và chúng ta sẽ post một cái chuỗi JSON lên. Ta sẽ chuyển thể toàn bộ cái đối tượng đây. Đây là cái đối tượng mà chúng ta collection các thông tin ở trên form. System 2 chấm, đây là đối tượng JSON thôi đúng không? Đối tượng JSON ở trong JavaScript thôi. Đối tượng JavaScript. Sau đó ta dùng JSON chấm stringify để chúng ta chuyển đổi toàn bộ đối tượng này sang chuỗi. Sau đó là chúng ta port thông qua cái data này, trục tính data lên trên server. Server thì port qua đây thôi đúng không? Và đường dẫn này. Và nó có một cái trong cái lệnh ajax này này, nó có một cái
thông số, đó là success. Người ta gọi một cái, ta viết một cái hàm, hàm này làm callback, đúng không? Khi mà thành công thì chúng ta sẽ nhận lại cái kết quả trả về ở trong cái nút ghi đó, đúng không? Sau đó ta thông báo lên thành công hay không thành công, rồi là chúng ta ẩn cái mô đồ đi, rồi chúng ta lốt lại cái gì giao diện. Còn trường hợp mà có lỗi xảy ra thì nó gọi cái callback euro này nhá. Đấy, thì đây là nút gì tương ứng với nút ghi, đúng không? Nút ghi nhá, nút ghi thêm mới đấy, post dữ liệu lại, chúng ta thêm mới nhá. B này 008 rồi, có giá trị này, nhập lung tung ở đây thôi, đúng không? Đấy, ngày sinh nhá, ngày sinh thì cứ nhập ngày tháng năm, xem điều gì xảy ra, đúng không? Rồi, mọi giá trị đây chúng ta để mặc định. Rồi, nó bảo thêm thành công. Bạn nhìn thấy chưa? Bạn ok. Thì ta thấy giá trị đã được lốt lên đây rồi. Thì đây là cái lệnh exact để chúng ta post dữ liệu lên nha. Post dữ liệu trên form. Thế còn sửa này. Sửa thì cũng thế thôi. Đây là ngược lại, đúng không? Ngược lại thì sửa thì ta nối thêm vào cái domain đó một cái ID này để nó xác thực, đúng không? Kiểu là put này, còn nội dung vẫn là JSON này, và chúng ta chuyển đổi toàn bộ cái collection tất cả các thông tin trên form thành một cái object, sau đó là chuyển đổi cái object này sang thành chuỗi để put lên, nhận dữ liệu và thông báo, ẩn mô đồ đi, đúng không? Lốt lại. Đó. Đấy là nút update, đúng không? Thế còn nó còn một cái nút nữa là nút khi mà tôi ấn vào sửa đấy, đây này, nó có chỗ này này. Tại sao nó bật được lên? Đây, nó còn cái chỗ này. Khi ấn vào sửa ta truyền vào ID, đúng không? Trên cái hàm ở trên đường link đã có cái ID truyền vào đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ chỉ thị cái giá trị của hành động này là edit. Sau đó là chúng ta phải lấy đúng cái bản ghi trên server về, đúng không? Nối cái domain này với cả cái ID nữa, sau đó ta get về. Đấy, get về. Và cái kết quả trả về nó nằm ở trong cái hàm callback này. Hàm này. Đối tượng dữ liệu nằm trong đây, đúng không? Và khi có được dữ liệu trong này rồi thì chúng ta lại gán các cái trường dữ liệu này lên trên form. Lên trên các phần tử trên form, phần tử input ấy. Đây này, gán cái này thôi. Thế thì lập tức khi mà ấn vào cái nút sửa này, ta đọc được toàn bộ thông tin vừa rồi lên. Kể cả bấm vào cái phần tử khác thì nó đọc được phần tử khác lên. Được chưa? Đấy, bấm vào cái nào thì nó sẽ sửa cái đó nhá. Rồi, ví dụ ta sửa cái này đi. Xóa lại, xóa dữ liệu này đi. Đúng không? Chúng ta thay đổi ngày tháng năm sinh đi. 2006, ấn lưu. Đấy, nó thông báo là sửa thành công. Đấy, và khi lốt lại, nó quay quay quay, lốt lại, đúng không? Đây, giá trị xóa đi rồi. 2006 đây. Được chưa? Đấy. Thế còn trường hợp mà xóa dữ liệu này, rất dễ thôi. Bạn có muốn xóa không? Đang gọi một lệnh exact, đúng không? URL truyền lên là cái tên domain suộc ID. Thêm ID như sau nữa, kiểu là delete. Đúng không? Và trong cái success này khi mà xóa thành công thì cái dữ liệu nó trả về là cái chuỗi gì ta chứa trong cái data, xong là ta sẽ show cái data lên. Đấy, cái message này lên. Đấy, sau đó là thay vì chúng ta phải lốt lại dữ liệu ấy thì mỗi một cái bản ghi xóa đây nó có một cái ID rồi. Mà lúc nãy khi mà chúng ta đọc ra ta đã cố tình ta gõ là S gạch dưới xong tên ID rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là gì? Dùng cái lệnh jQuery ta truy cập vào cái ID đó thôi. Xong ta gọi cái lệnh gì? Remove là nó xóa cái dòng đi. Thì lúc này chúng ta không cần reload lại cái trang nữa, đúng không? Đấy, thì ví dụ như đây nhá. Đấy, tôi ấn OK cái ta không thấy nó refresh đâu nhá, nhìn này. Đấy, nó chỉ báo xóa thành công và mất luôn, chứ nó không không reload lại trang. Được chưa? Thì đấy là một số các nghiệp vụ về thêm xóa sửa, còn ta thích thì ta cho thêm cái tìm kiếm và ta gọi cái tìm kiếm nốt là xong, đúng không? Đấy. Thì đây là một cái cách để chúng ta có thể là gọi được cái RESTful service đó, đấy, cách gọi là cổ điển nhất thôi. Và sau này khi làm thực tế là người ta hay dùng là một số các ngôn ngữ lập trình backend như là React, Angular, Vue.js nhá. Đấy, hoặc là một số các ngôn ngữ lập trình web server như là JP hôm trước đã làm, đúng không? Hoặc là ASP.NET hoặc là PHP vân vân đều có thể gọi được hết nhá. Rồi đấy thì các bạn lưu ý là ở trong này chúng ta có cái phần là cấu hình cái filter này nhá. Cấu hình filter, các nội dung cần cấu hình ở đây.
gọi là cấu hình trong file config cái tham số này nữa thì nó mới hoạt động được nhá. Đấy, thì bài demo dừng ở đây và chúng ta có thể là xem video để hiểu cái thứ mà thầy giải thích, thế rồi là không thì xem bài viết để có thể làm được nhá.